Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng. Ê, cái gì? Ủa sao bà quýnh tôi? Trời đất ơi, nói chuyện chào mấy thằng fan và nói cho rõ ràng, to rõ ràng, nói chuyện mà lý nha lý nhĩ ai mà nghe được. Trời ơi, Sammy này bà không biết gì hết trơn, bà nhìn đằng sau lưng bọn mình nè, đây thấy không? Bà có thấy nguyên một ông mít tôi dịch to đùng đang nằm ngủ không? Trời ơi, tôi quên. Cái bà này không biết gì hết trơn. Mấy bạn có biết tại sao vừa vào video Phong lại nói nhỏ đến như vậy không bạn? Là bởi vì bạn nhìn đằng sau lưng của Phong nè, đó mấy bạn thấy gì không? Nguyên một ông mít tôi dịch to đùng đang nằm ngủ đằng sau lưng mình luôn, cho nên mình không thể nào mình nói to được các bạn ạ. Thấy tại sao hôm nay mình với Sammy lại có mặt ở trong nhà của Mr. Dịch thì chắc mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm gì rồi, đúng không? Ngày hôm nay nè bạn, mình đã hứa với tất cả mấy bạn trong cái video lần trước là mình đã đột nhập vào trong trái tim của Phong Cận để xem coi bên trong trái tim Phong Cận có những cái gì. Thì hôm nay có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh Phong ơi, anh hãy làm video đột nhập vào trái tim của anh Mr. Dịch đi để xem coi trong trái tim của anh Mr. Dịch là có những cái gì. Ờ, anh Dịch thích cái gì và anh Dịch ghét cái gì. Chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã quyết định, mình đã mời Sammy đến đây, hai đứa mình đã cùng nhau biến thành tí hon và sau đó lẻn vào trong nhà của ông Mr. Dịch để bọn mình cùng nhau khám phá xem bên trong trái tim của Mr. Dịch có cái gì nha các bạn nha. Các bạn có cảm thấy hồi hộp không? Trời okay. Ơi, tôi nghe mà tim đập bình bình. Không ơi. Biết là trưởng tim mình có gì trong trái tim ta. Tôi không biết nữa, tôi đang rất là tò mò bên trong trái tim Dịch có gì các bạn ạ. Ok, thì không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập vào bên trong trái tim của Mr. Dịch nha các bạn nha. À mà khoan, trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em. Ok. À, và các bạn đừng quên nha là giúp cho video lên top 1 thịnh hành nha. Nhớ đúng nha. Đúng vậy. À, video trước của mình á là đột nhập vào trái tim Phong Cận, mấy bạn đã ủng hộ cho mình rất là nhiều và video đã đạt được top 1 thịnh hành luôn. Wow, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thả tim cho các bạn nè. Video này các bạn hãy nhớ cày view, bấm vào nút like ủng hộ cho mình, chia sẻ lên Facebook để giúp cho mình được top 1 thịnh hành tiếp nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Ok. Rồi. Thành. Đúng vậy. Ok, thôi không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau đột nhập vào trong trái tim của Mr. Dịch nha các bạn nha. Rồi bây giờ thì mà Sam ơi, sao ông Dịch ông ngủ mà ông lại mở mắt vậy Sam? Trời ơi, trời ơi, ông này phải cưng thi không? Ê mày, ông không thấy cái miệng ông không? Trời ơi, ông ngủ mà còn chảy ke kìa. Đâu? Ui, ông Dịch ông ngủ, ông đã mở mắt mà ông còn mở miệng rồi nữa bạn ơi. Ok, vậy thì quá tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhảy vào trong cái miệng của ông Dịch, sau đó chui xuống bao tử của ông, sau đó đi qua trái tim của ông để xem trái tim ông có gì nha các bạn. Okay. Nhưng mà xí được không? Vậy. Sao xa này sao mà nhảy được? Trời ơi, tôi lùn tút ẹt à, sao nhảy được? Yên tâm, nhìn nè, ở chỗ này chúng ta có một cái cục slime nè. Bây giờ Sammy chỉ cần nhảy vô cục slime này là được rồi. Ừ á, hay ta. Đúng rồi, tôi nhảy thử nha. Okay. Em mà xa sợ không nhảy cũng được nha. Từ từ, tôi để lùi tí lùi đó. Lại nhảy được, nhảy được, yên tâm, tin Phong đi. Hãy cha, cú nhảy xong chớp. Trời ơi, nhảy không tới nữa, nhảy không tới nữa. Rồi bây giờ bạn coi Phong nè, Phong nhảy một phát là qua luôn các bạn ơi. Sammy nước quá. Ok, nhìn tôi nha. Ơi, ra. Ê, hình như tôi mập quá, tôi nhảy vô không được Sammy. Thôi kệ đi, bây giờ chúng ta cùng nhau chui qua lỗ tai đi các bạn, chứ không cần nhảy vô cái miệng đâu. Ok, vậy cho nhanh nha. Rồi, ok, đi vô để xem coi trái tim ổng có gì nha các bạn nha. Let's go. Ok các bạn ơi. Cuối cùng thì mình với lại Sammy cũng đã đột nhập vào trong được trái tim của ông Mr. Dịch đó các bạn ạ. Và bây giờ các bạn thấy nè, là y hệt như trái tim của mình và trái tim của Sammy luôn. Là khi vào bên trong trái tim á, là chúng ta sẽ đi qua bên một cái đường ống có hình trái tim như thế này nè. Ok rồi. Phong ơi. Vậy? Vậy mà tôi tưởng là trái tim của Dịch màu vàng chứ. Màu vàng, sao trái tim màu vàng chứ nhỉ? Đáng lẽ trái tim của Dịch phải màu vàng á nhờ. Ơi mà không, trái tim của mọi người là phải màu đỏ chứ sao màu vàng được Sam. Ok. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ qua đây thử nha. Màu vàng. Đó, để xem coi. Y hệt như mình luôn Sam ơi. Là bên đây là cũng là có một trái tim thích nè, và bên đây là một trái tim không thích nè. Ui, y hệt như trái tim của mình và Sammy luôn bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ như những lần trước, chúng ta sẽ qua bên trái tim gọi là trái tim thích trước nha bạn nha, để xem coi Dịch thích cái gì nha bạn. Ok. Rồi ok, bây giờ vô nè. Thì tôi đón nha, giờ là tôi với Sammy thử là đón đi Sam. Bây giờ Sam đón coi điều ông Mr. Dịch thích đầu tiên ở trong trái tim là cái gì. Tất nhiên là Hero Team rồi. Tôi cũng nghĩ là Hero Team á. Ok, bây giờ mình vô thử nha. Cá chắc là y hệt như tôi với bà nè. Đó, thấy chưa? Y hệt luôn bạn ơi. Đây, rồi. Bên đây vẫn là Hero Team bạn ơi. Đúng thật, Hero Team trong trái tim của ai
trong trái tim của ai thì gọi là đầu tiên vẫn là hero team hết bạn ạ. Đây bên đây là hội anh em nè, bên đây là hội chị em nè. Trời ơi, vậy thôi. Chứ sao? Ông là cái cánh cổng đầu tiên. Ừ, cái cánh cổng đầu tiên thì mình thấy là nó khá là bình thường bạn ạ. Cho nên thôi chúng ta qua bên cánh cổng tiếp theo nha. Trời chứ cánh cổng lần nào cũng là hero team đầu tiên rồi. Ok. Rồi, cánh cổng tiếp theo là gì đây? Oh my god, sao mới vậy nè? Trời ơi. Trời ơi. Cái gì mà sao fan vậy? Sao fan của dịch quá trời vậy? Ủa mà khoan, từ từ. Hình như là fan của dịch là hình như là con dịch luôn nè, sao vậy? Trời ơi. Nè nè, cái này có sự phân biệt đối xử nha Phong. Trời ơi, bằng nữ nhìn xinh nha. Đó, bằng fan nữ nhìn cho xinh quá trời xinh. Ờ ha. Bằng nam nhìn như mấy con dịch á. Gì kỳ vậy? Ừ ha. Ủa sao kỳ? Hình như là ông dịch này ổng hơi phân biệt các bạn ơi, bạn nhìn nè. Mấy bạn fan nữ thì bạn nào nhìn cũng xinh xắn nè, thấy không? Đáng yêu nè. Của bạn fan nam. Sao nhìn thấy ghê. Trời ơi. Mắc lồi. Miệng thì chu ra, trời ơi trời. Trời ơi, không. Tôi nghĩ rằng là có vẻ là tại vì anh Dịch thấy rằng những bạn nam gọi là fan của Dịch đó thường rất là lầy, rất là bựa, cho nên là Dịch mới cho cái hình tượng gọi là như thế này nữa bạn. À, nhưng mà mình thấy dễ thương mà đúng không nè, có đôi mắt lồi nè, cái miệng chu chu là nhìn dễ thương mà. Okay. Thôi nói chung là ok, nói chung là 10 điểm sáng tạo bạn, 10 điểm sáng tạo, ok. Rồi. Trong trái tim rất tạo luôn. Đó, ok. Luôn. Nhưng mà thì anh Dịch thì có một cái điều khác, chúng ta là Sam nhớ là lần trước fan của bọn mình là như thế nào không Sam? Fan là mình hả? Fan là mình là gì ta? Có bên nam nữ thôi. Gì đâu? Không, fan bọn mình á là những bạn bình thường, những cái bạn gọi là bình thường, còn fan trong trái tim của Dịch á là có hình con Dịch. À, đúng không? Đúng rồi. Ok. Bên là fan Dịch con, fan Dịch đó. Con. Đúng vậy thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến cánh cổng tiếp theo nha các bạn nha. Chứ mình đứng trong đây một tí nữa mình chóng mặt lắm bạn ạ. À. Toàn là màu vàng không à nhìn nè. Vàng kè luôn. Trời ơi. Mà mình nói thiệt với bạn luôn á, nếu như một cái gì có nhiều màu quá mình nhìn một tí là mình sẽ bị lóa mắt, mình sẽ bị nhức đầu, cho nên thôi chúng ta qua bên căn phòng tiếp theo đi. Nhìn màu okay. Vàng đẹp mà. Thôi đẹp thôi luôn. Tôi nhức đầu rồi, tôi không muốn nhìn thấy màu vàng đâu. Thôi đi qua. Ai? Cái gì vậy? Trời ơi, đẹp quá, màu cái vàng. Gì vậy? Trời ơi. Màu vàng. Tính ra tôi mới vừa nói là tôi không thích màu vàng nữa luôn á, mà tiện tôi qua cái phòng này xong toàn là màu vàng không vậy? Cái gì đâu mà màu vàng không vậy trời? Ơi, tôi hỏi nha, tôi nói nha, sao ví dụ nè, chắc là ông là an gọi là anti màu vàng luôn không? Trời ơi, màu vàng là dày 8 mét luôn. Trời ơi, bạn nhìn nè, ở đây có mấy quả chuối màu vàng nữa bạn. Trời ơi, còn bên đây là gì đây? Bên đây hình như là quả cam đúng không? Ủa mà cam, cam màu cam. Lê, lê, trời ơi, lê ông ơi. Lê, chứ lê đó. À ok ok, ai biết đâu. Ở bên đây nó có mấy cái block màu vàng nè. Còn ở chỗ này là có một cái giường ngủ màu vàng. Bên đây có mấy cái đèn màu vàng. Trời, áo giáp màu vàng luôn. Thôi được rồi, để tôi sẽ gọi là hòa mình với màu vàng của Dịch. Đây, tôi sẽ hòa mình với màu vàng của Dịch. Mặc đồ vô. À. Ui. Ông tàn hình luôn, không đâu rồi. Ông rồi xuống đi ông. Đâu ông tàn. Trời ơi, bạn nhìn, bạn nhìn mình mặc bộ giáp vàng vô nhìn y hệt như mình đang bị tàn hình đó bạn. Trời ơi là trời. Ok thôi, để mình trả lại bộ đồ cho ổng. Không thôi tí nữa mình tàn hình thiệt luôn. Kim cương đẹp hơn hả Phong? Màu vàng xấu hổ. À màu vàng tôi thấy nó sao sao nhìn nhức đầu thực sự luôn á. Đây nè, ok. Sao màu kim cương tụi mình nhìn hoài nó không có gọi là không bị đau mắt nha, màu vàng nhìn nó kìa bị chói sao mọi người. Ừ, tôi không biết á là mấy bạn fan xem video cảm thấy gọi là chóng mặt hay không, chứ mình ở trong căn phòng này tí xíu thôi mình thấy chóng mặt rồi bạn ạ. Thời luôn á. Ok. Rồi, bây giờ để xem coi. Gì vậy? Mở cái này vui lắm, mở cái này vui lắm, mở cái này vui lắm. Trời cái gì mà bên trong cánh cửa là một cánh cửa cái gì vậy? Tào lao. Bảo mật dữ vậy. À bên đây là có mấy cục vàng nè, còn ở đây là một cái giường ngủ màu vàng nữa bạn ạ. À. Ok, lều cắm trại màu vàng, mực ong màu vàng. Ui có mấy cục vàng để đây nữa là Sam. Ui. Trời ơi. Xịn vậy? Nguyên cây chính. Trời ơi. Ok rồi. Rồi. Bên đây thì vẫn là những cái khối vàng nè, còn bên đây vẫn là mấy quả chuối nè. Đây, ô có ba lô màu vàng. Ok, mình sẽ lấy thử cái ba lô đem mình đeo anh thử nha các bạn nha. Ok, đeo ba lô nè. Dị tương vậy? Đúng ra là Mr. Dịch giàu ghê bạn ơi. Mr. Dịch gọi là làm nguyên cái ba lô bằng vàng luôn bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xin anh Dịch một cái để mình đem đi học nha bạn nha. Ok, rồi. Nói chung là ở bên căn phòng này là chỉ có như vậy thôi bạn. Đó chính là tất cả mọi thứ ở bên đây đều là màu vàng hết. Và thực sự là tôi nhức đầu quá. Thôi, cho tôi qua căn phòng tiếp theo. Tôi không ở trong đây được thêm nữa đâu. Tôi nhức đầu lắm rồi. Ok. Tôi cũng sợ màu vàng rồi đó Phong. Trời ơi, ghê rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua bên phòng tiếp theo đi. Rồi. Ủa gì vậy? Ủa cái gì đây? À, một cái sân khấu mấy bạn ơi. À, đây là một cái sân khấu nha. Ở chỗ này có nguyên một cái cây đàn nè. Ở chỗ này là có cái dàn trống nè. Chúng ta sẽ ngồi ở đây để đánh trống mấy bạn ạ. À. Ok. Còn ở bên đây là đàn piano.
Còn đây là đàn guitar nè. Ồ, quá trời luôn. Ủa, vậy là sao ta? Ủa, ông thích hát hả ta? Ủa, ông thích hát hả? Sao tôi không biết nhờ? Ồ, đây là một cái sân khấu các bạn ơi. Mình hiểu rồi, đây chính là một cái sân khấu. À, thì ra là vậy. Và cái người đang đứng hát đây chính là anh Mr. Dịch. À, đúng rồi, mình nhớ rồi. Mr. Dịch đã từng nói với mình là anh Dịch là một người rất là thích hát các bạn ơi. Và Dịch đã từng có ước mơ được trở thành ca sĩ. Cho nên là, thì ra là vậy. Ủa, Sam? Sam có biết hát không? Rồi tôi biết hát chứ sao không biết hát. Tôi hát không biết rap đó chứ. Đâu bây giờ Sam thử hát cho Phong với mấy bạn fan nghe một bài coi. Trời ơi, nghe tôi nghe ruột. Nghe nè, okay, đi okay. Rút cái mồm luôn. Bây giờ hát bài mà ai cũng biết nha. Con cò bé bé nó đầu canh tre, đi hông hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi hỏi mẹ khi về. Trời ơi, ca sĩ mà quên lời các bạn ơi. Ca sĩ hát kiểu gì mà quên lời là không được. Còn khi về, trái tim của bạn fan, yêu fan 3000. Ôi, xạo quá bà ơi. Xạo bạn, bạn thấy không? Một con người lương lẹo, hét không thuộc lời quá. Cho nên là thả thính để gọi là chuột lỗi bạn ạ. Trời ơi. Tính thì sao? Ok. Thì bạn có thể thấy nè, là ở đây là anh Mr. Dịch đang kiểu giơ cánh tay đang kiểu ê, ê, lên nào các bạn ơi, lên nào các bạn ơi. Let's go. Trời ơi, nhưng mà tính ra là ước mơ của Dịch đến tận bây giờ Dịch đã trở thành YouTuber rồi, nhưng mà trong trái tim của Dịch vẫn luôn có một chút gì đó gọi là ước mơ ca hát, ước mơ làm ca sĩ ở trong đó bạn ạ. Uầy, ok. Thôi nói chung là một like cho Mr. Dịch, tại vì thật sự Dịch cũng là một người rất là hát hay luôn. Mình không biết bạn nào đã nghe được anh Dịch hát chưa, nhưng thật sự mình nói thật là Dịch hát rất là hay luôn. Dịch cũng đã từng đi thi cái gì ta, mấy cái cuộc thi về ca hát rồi, nhưng mà có điều là mình không đậu mọi người ạ. Mình không có được, mình không có đậu, bởi vì là nó có nhiều những cái gọi là cần thiết hơn, những cái gọi là kinh nghiệm về ca hát đó. Nhưng mà Dịch thì mấy bạn biết rồi, nếu mà Dịch hát đậu thì bây giờ Dịch đã là ca sĩ rồi, chứ Dịch đâu là YouTuber đâu bạn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nha bạn ạ. À mà khoan, từ từ, tôi quên để ý mất. Từ nãy giờ bên dưới đây có quá trời bạn fan đang đứng ở đây để nghe Dịch hát là sao. Trời ơi, cái gì mà quá trời vậy, fan nam fan nữ quá trời luôn. Để quá trời này quá đất luôn. Vậy đó, hay quá vậy đó. Dù quen hát nghe hay quá. Hay quá Dịch ơi. Ok thôi, nói chung á là một ngày nào đó nếu như mà anh Dịch đã trở thành ca sĩ thì anh Dịch nhớ mời em lên hát bài Anh Em Tốt nha. Ok. Rồi, nói chung là cái sân khấu này hơi bị đẹp bạn ơi. Sân khấu là bằng vàng nè, ở đây có đèn led kiểu lấp lánh đó nè. Rồi sau đó là quá trời nhạc cụ luôn. Ok thôi, không sao, nói chung là chúc anh Dịch gọi là có ngày trở thành ca sĩ. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo. Căn phòng đặc biệt nha. Cái căn phòng này nè, tôi thấy cái cửa là tôi biết là căn phòng đặc biệt rồi. Bạn nhớ cái cửa này không? Đúng rồi. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong căn phòng này để xem coi bên trong căn phòng này Dịch thích nhất cái gì nha các bạn nha. Sammy nghĩ là Dịch thích nhất cái gì? Tôi không biết, tôi giữ trong lòng thôi, để mấy bạn fan đoán đi. Tại sao mình nói kỳ vậy mấy bạn fan? Từ giây phút này comment phía dưới quay ở bên trong trái tim Dịch là thịt à quên, vịt thích cái gì nhá. Quên con vịt chứ thịt cái gì mà thôi. Ok. Rồi, bây giờ mấy bạn hãy thử comment, mấy bạn thử đoán thử xem coi anh Dịch thích cái gì nhất ở trong trái tim của Dịch nha các bạn nha. Bây giờ các bạn thử đoán nha, bạn có 5 giây nha. 5 4 3 2 1. Ok, các bạn đã đón xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử nha bạn nha. Let's go. Ok, rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ cúi xuống dưới nè. Để cho tôi không thấy gì nè. Ok. Tôi xem qua, tôi cũng cúi xuống dưới. Cái gì vậy? Hero team. Trời ơi. Tất nhiên rồi, Dịch là trưởng team mà. Làm sao không thích hero team được? Nhưng mà tại sao chỉ có hero team thôi ta? Hình như tôi thấy ở bên kia có bóng dáng của ai đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem bên kia lại nha bạn. Hey. Anh đánh thuốc. Ủa, à, ca mui. Bạn tốt nè, bạn tốt nè, bạn thân, best friend, bạn thân. À, bạn tốt với bạn ơi, best friend. À, đúng đây. Rồi. Đúng rồi bạn ạ. À, nếu như những bạn nào mà không biết á, thì dạo gần đây có rất là nhiều những bạn fan ship Mr. Dịch với lại ca mui, kêu rằng là Dịch với ca mui là người yêu thế này thế nọ, nhưng mà không phải đâu các bạn nha. Dịch với ca mui chính là bạn thân, là bạn tốt của nhau từ rất là lâu rồi đó. Anh Dịch đã kết bạn với ca mui trước khi mà anh Dịch kết bạn chung với mọi người trong Hero Team luôn các bạn. Đó, có nghĩa là hình như là Dịch với lại ca mui hình như là chơi thân với nhau gần 10 năm rồi đó, anh phải, mình không nhớ nữa.
Ok. Ôi, tình bạn thật là gọi là gì ta? Thật là lâu dài, 10 okay. năm luôn á. Thì đây chính là cái bức ảnh mà hình như là cái cảnh này là cái cảnh mà bọn mình đóng vai học sinh đó bạn. Cho nên là mấy bạn có thể thấy đúng là rồi. Anh Dịch nè, với lại Camui đang mặc đồ của học sinh nè. Ủa mà sao tự anh Dịch tại sao mặc đồ học sinh mà lại cởi cúc áo vậy? Trời ơi, học sinh cá biệt. Trời ơi, nóng quá, hiểu không? Học sinh cá biệt, nóng cái này, quá, cởi cúc áo cái này ra học cho sinh nó cá biệt này. Đó, ngày xưa không biết có bạn nào là học sinh cá biệt hay không. Nhưng mà mình thấy mấy học sinh cá biệt người ta hay cởi cúc áo ra bạn. Nhìn cho kiểu ngầu ngầu quá. Như mình thấy chỉ trâu với mồ ngầu chỗ nào, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bức ảnh thế này. À, anh em tốt. Nói chung á là trong trái tim của Dịch là luôn luôn có Phong mọi người ạ. Ai có Phong này thấy không? À. Trời ơi, xanh lè lè, đỏ lè lè, đen lè lè và vàng lè lè. Trời ơi, nguyên một cái bút chì màu luôn. Ok, ừ, đúng rồi. Không biết có bạn nào mới để ý giống mình hay không, nhưng mà mình để ý rằng là anh em trong Hero Team á nhìn ai cũng y hệt như là cái hộp bút chì màu của bạn, xanh, đỏ, tím, vàng gì tùm lum màu hết trơn. Ok. Rồi, thì nói chung á là những thứ Dịch thích nhất ở trong trái tim Dịch, đầu tiên phải nói đến đó chính là Hero Team. Tiếp theo nữa chính là anh em tốt. Và cuối cùng chính là người bạn thân của Dịch, Camui nha các bạn nha. Ok. Nhớ nhắc bạn thân nha, mọi người. Đúng không rồi. Có dịch chân nha. Best friend nha các bạn nha, best friend nha. Ok rồi. Rồi, nói chung là từ nãy giờ chúng ta đã đi hết tất cả các căn phòng mà Dịch thích nhất cái gì rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng Dịch ghét nhất cái gì nha các bạn nha. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào xem thử coi trái tim không thích của Mr. Dịch là có những gì nha các bạn nha. À quên, các bạn thấy là mình đã kể cái mũ chùm đầu rồi, các bạn biết sao? Bởi vì nóng quá bạn ạ. À. Hiện tại bạn thì tóc của Phong khá là dài, cho nên là Phong đã quyết định là cột tóc lên nè các bạn. À, hồi nãy mình chùm cái này lại để che tóc mình lại các bạn, tại giờ này dịch bệnh á cho nên mình không đi cắt tóc được. Đó, cho nên bây giờ nóng quá thôi mình cởi xuống mình cột tóc lên cho chắc ăn. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau gọi là khám phá trái tim màu đen của Mr. Dịch nha các bạn nha. Tôi đây không biết là Mr. Dịch ghét cái gì nhất đây các bạn ơi. Thật sự là từ trước giờ á, ông Dịch đó bạn, ổng là một cái người rất là bí mật luôn. Ổng thích cái gì cũng không ai biết hết trơn, ghét cái gì cũng không ai biết hết trơn luôn các bạn ơi. Bạn tin được không? Tất nhiên rồi. Ông là trưởng team mà ông phải bí mật hay ông secret hay ông bí mật không được bí mật. Nói chung ngày hôm nay chúng ta sẽ được biết ông Dịch ông thích cái gì, ông ghét cái gì các bạn. Rồi ok. Để mình xem coi. Căn phòng đầu tiên, Mr. Dịch ghét cái gì nhất? Hey. Vô. Ghét gì đây? Ui trời. Ủa cái gì sao? Ơi. Rồi, tôi hiểu Dịch ghét cái gì rồi. Sao ơi, sao nhìn nè. Đây. Đây có nguyên cái chữ, nguyên chữ nè, Dịch già nè. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là anh Dịch sợ nhất là già các bạn ạ. À. Trời ơi, hóa ra là anh Dịch sợ già. Cũng đúng ha. Tính ra là anh Dịch bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi các bạn ạ. À. À, hèn gì? Hả? Gì? Ghê trời. Thật luôn. 25 tuổi. Ủa trời, bà ngồi thành viên trong team mà bà không biết hả? Trời, trời ơi, sao này Dịch 27 tuổi ông nội. Trời ơi trời. Khoan, 27 hả? Còn 95 là 27 mà. À, 27 tuổi bạn ơi. Ui. Trời vậy là còn vậy khoan từ, vậy là còn có 3 năm nữa thôi là anh Dịch đã 30 tuổi rồi bạn ạ. À. Ủa tính ra Dịch đúng giờ rồi. Dịch cũng lớn tuổi lắm luôn rồi các bạn. À, thì ra cái điều mà Dịch sợ đầu tiên đó chính là Dịch sẽ sợ già các bạn ạ. À. Hèn gì. Em mà Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi, cho tôi xỉ, cho tôi cắt ngang lợm đi. Tại sao mà ông Dịch ông già mà ông cũng hoái đầu y chang ông vậy? Sao heo tim là nam còn hoái đầu không vậy? Thì bây giờ ai thì người ta già thì người ta sẽ bị rụng tóc. Trời ơi bà này không biết gì hết trơn. Nhìn nè, ông Dịch ông già xong rồi ông rụng tóc nè. Tôi già tôi vẫn có tóc nha, mà sao hồi anh em già là rụng hết trơn vậy, mà râu thì mặt dài xuống cái bụng nó kìa, trời có râu kìa. Thì cái này là nhân vật, cái này là nhân vật trong Minecraft kệ người ta. Đó, nói chung mấy bạn thì mấy bạn biết không, mình đã nói chuyện với anh Dịch gọi là rất nhiều rồi, thì anh Dịch cũng đã từng nói với mình như thế này đó bạn, là anh Dịch bảo rằng là anh Dịch rất là sợ một ngày đó anh Dịch sẽ già đi và mấy bạn fan sẽ không còn xem anh Dịch nữa. Bởi vì thật sự là bây giờ đang có rất là nhiều những YouTuber người ta đang nổi lên rất là nhiều luôn, và anh Dịch bảo rằng là nếu như mà mai này anh Dịch già đi rồi không biết mấy bạn fan còn ủng hộ anh Dịch nữa hay không. Bởi vì nói thật thì nghe hơi phủ nhưng mà không ai thích coi một gọi là ông già ngồi chơi Minecraft cả. Cho nên đó là anh Dịch anh hay nói là anh rất là sợ sẽ phải già đi và những bạn fan sẽ không thích Dịch nữa. Đó, thật sự mình nghe mình rất là thương Dịch luôn bạn ơi. Nhưng mà nếu như mà bây giờ Hero Team già đi, anh Dịch già đi thì liệu các bạn còn ủng hộ Hero Team không? Bạn nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Ok. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mấy bạn fan không có phủ phàng đến vậy đâu. Mấy bạn fan vẫn sẽ ủng hộ mình đúng không? Mình tin là như vậy. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nha. Thì căn phòng đầu tiên là ông Dịch là sợ già rồi. Nói chung là già thì ai mà chẳng sợ đúng không bạn? Ok. Rồi căn phòng mà tiếp cái theo. Đầu còn bị lép nữa Phong ơi, cái đầu bị lép nè, tôi mới phát hiện ra đầu lép. Không, cái này là nhân vật Minecraft thôi, bà này kỳ quá. Ok. Rồi chúng ta cùng nhau đi đến căn phòng tiếp theo nào.
Let's go. Để xem coi. Cái gì đây vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, một đụng rắn luôn Phong ơi. Đụng rắn lên mây có cây lúc lắc kìa. Trời ơi các bạn ơi, cái này là anh Dịch sợ là đúng rồi các bạn ạ. Mình nhìn mình còn sợ mà các bạn nhìn nè. Quá trời rắn luôn, cái gì đâu mà xanh đỏ tím vàng. Trời ơi, có con rắn màu cam bên đây nữa nè. Trời ơi, eo ơi. Mình không biết các bạn nào sợ rắn không, chứ thật sự là Phong cũng sợ rắn lắm nha các bạn nha. Không chỉ có mình anh Dịch đâu, tôi cũng sợ nữa bạn ạ. Trời, con rắn nó cắn một cái là chết luôn á. Trời ơi, hey, bạn nào mà không sợ rắn là tôi nó hơi bị đỉnh nha luôn á. Thôi không sao luôn á. Không sao, nói chung là sợ thì sợ nhưng mà thịt rắn rất là ngon nha. Thịt Ủa rắn mà thịt rắn rồi hả? Ờ, thịt rắn có hả? Tính tôi ra tính ra trên đời này có thịt rắn mà sao không biết hả? Tôi không biết cho bà ăn luôn á. Thịt rắn á là người ta sẽ đem đi, người ta bầm nhuyễn ra hiểu không, xong bắt đầu người ta sẽ bỏ vô trong cái gì ta cái nồi, người ta xào lên, xào chung với xả, sau đó người ta ăn, người ta ăn chung với bánh tráng. Trời ngon, cái gì chén bánh đa món là lạ với người ta. Trời ơi lạ quá hả? Okay. Chị mày nghe. Ôi nhưng mà tôi nhìn đống này tôi sợ quá, tôi không dám bắt cua luôn á. Sao ơi, tôi rớt xuống cái là thành muốn ăn ngon cho bùa rơi cho một đống rắn luôn Phong ơi. Nhớ hình như là trong cái tập trước các bạn là mình bắt cua mà mình nhảy bên cái đống ếch, đống cốc các bạn, thì mình rơi xuống cái hố cốc, may mà mấy con cốc nó không cắn được, chứ bây giờ mình mà rơi xuống cái hố rắn hay là mình sẽ bị bọn nó cắn đó bạn ơi, ghê thật sự. Trời ơi. Trời ơi, nhanh lên Phong ơi, tôi quay rồi nè. Tôi cố thôi, tôi hy vọng là tôi sẽ không bị té xuống. Lần này tôi sẽ không nước như lần trước đâu. Hây. Hây. Ok. Ôi, rồi quá Phong ơi. Yên tâm đi, không té được. Hây. Trời ơi, may quá mày ơi. Tôi sợ lắm luôn á, tôi sợ té luôn á trời. Ôi, nhìn cái đống rắn bên dưới thiệt. Thôi, chắc là tôi sẽ qua bên căn phòng tiếp theo đi, chứ tôi nhìn đống này tôi sợ. Nổi da gà. Ok. Cắn cái chày nọc luôn á, ghê quá. Thôi tôi qua đi ghê quá. Thôi đi qua căn phòng tiếp theo nè. Rồi ok, để xem căn phòng tiếp theo là Ủa sao vậy? Gì vậy? Sao mà tự nhiên tôi thấy hình như là trời nó tối lại hay sao vậy? Sao mà tôi thấy tối thui vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên đang sáng bưng, tự nhiên là tối thùi luôn á, giống kiểu cấp điện á Phong. Gì vậy? Giống như bị cấp điện vậy. Ồ, trời ơi bạn ơi. Ông ơi, tôi biết. Ôi, tôi biết rồi. Biết gì? Tôi biết rồi. Chắc chắn căn phòng cuối cùng này là căn phòng ông Dịch sợ ma. Đó, buổi tối thùng này là chỉ có sợ ma thôi. Đúng các bạn ơi. Thường thường á mà trời tối như thế này á, chắc chắn là chỉ có sợ ma thôi bạn, hoặc là sợ bóng tối trời. Tôi không ngờ là Dịch là trưởng team mà Dịch lại sợ ma mọi người ạ. Ok. Chúng ta sẽ vào xem thử coi là Dịch là sợ gì nhất nha các bạn nha. Chứ mình thấy rồi là vừa đến cái căn phòng cuối cùng mà trời tối lại thì mình đã thấy nghi nghi rồi các bạn. Ok. Vô thử nha các bạn. Vậy quá. Rồi ok. Hai. Chuẩn bị nha Sam. 1 rồi. 2 3. Hey. Rồi. Woo. Ủa, gì vậy? Cái gì mà sao trong căn phòng này tối thui mà. Ui. Ơi, hình như Dịch trời nữa. Ơi. Ủa khoan. Tại sao Mr. Dịch lại ngồi ở trong một căn phòng tối vậy ta? Ủa, gì kỳ vậy? Từ để mình lại xem coi. À, ủa gì đây? Cô đơn hả? Trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè. Anh Mr. Dịch đang ngồi ở trong một căn phòng tối thui luôn. Và chỉ có đúng một cái ngọn nến thôi. Và Dịch đang ngồi rất là buồn các bạn ơi. Và có đây câu chữ cô đơn nè. À, mình hiểu rồi bạn ơi. Như vậy có nghĩa là anh Dịch là một người rất là sợ cô đơn. À, thì ra là như vậy. Trời ơi, Dịch sâu sắc quá mọi người ơi. Trời nói chung á là mình cũng hiểu mọi người ạ. À, bởi vì là đối với anh Dịch á, mình nói thật luôn nha, đối với anh Dịch á là anh em là trên hết. Dịch rất là thương mọi người trong Hero Team luôn. Và có lẽ là Dịch sợ một ngày nào đó mọi người sẽ không còn chơi chung Dịch nữa, không ai còn quan tâm đúng Dịch rồi nữa. Tại rồi biết sao không? Tại vì Dịch á xem Hero Team như là một gia đình thứ hai vậy luôn á mọi người. Rồi, đúng rồi. À, tôi hiểu rồi, hèn gì hồi nãy ông sợ già mọi người ạ. À, ông sợ ông già đi rồi mọi người trong Hero Team sẽ không còn ai chơi chung với ông nữa. À, tôi hiểu rồi. Ok. Thôi, nói chung là cái nỗi sợ gọi là lớn nhất của Dịch đó chính là sợ cô đơn mọi người ạ. À, ngồi trong căn phòng tối thui luôn nè, thấy không? Tối thích luôn mà ở không đây có mỗi cái đèn cày. Không có ai chơi luôn á Phạm, không có ai bên cạnh luôn á. Không có một ai bên cạnh Dịch hết. Thôi không sao đâu, có em với sao đây. Đây em ngồi đây nè, đây ngồi đây. Đó mình ngồi mình tâm sự với Dịch. Rồi mình đó. ngồi cái bên Dịch như sao? Rồi. Sợ cô đơn chưa Dịch? Đó đừng có buồn nữa nha. Ok anh Dịch ơi, bọn em thương Dịch lắm, Dịch đừng buồn nha Dịch. Ok. Thôi nói chung là các bạn ạ, chúng ta đã đi qua được căn phòng gọi là những điều mà Dịch thích nhất ở trong trái tim và những điều Dịch ghét nhất ở trong trái tim của Dịch rồi. Thì thật sự là
Mình nói thiệt là anh Dịch là người đúng là anh, cho nên là Dịch lúc nào cũng đúng gọi rồi. Là có một cái gì đó rất là kiểu cảm xúc, gọi là sao ta, tình cảm ở trong trái tim của anh Dịch mọi người ạ. À. Đó chính là đúng anh rồi, Dịch là đây là chuyện tim á mọi người. Đó, đây okay. Là chuyện tim đó. Thôi, nói chung á là video này chúng ta đã khám phá hết rồi, thì mình nghĩ rằng là video đó đây cũng đã rất là dài rồi. Thì các bạn có thấy thích video này hay không? Và nếu như bạn thấy thích video này, đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy và tất cả thành viên của Hero Team nha mọi người nha. À quên, nhớ một điều này nè, đó chính là hãy comment xuống bên dưới để xem coi nếu như Hero Team già đi thì các bạn có còn thích Hero Team hay không, thì hãy nhớ comment nha các bạn. À quên, nhớ đăng ký ủng hộ cho anh Mr. Dịch nữa nha, thôi ảnh lại cô đơn các bạn ạ. Okay. Rồi. Thôi, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye. Hello team, Hero Team.